Anh và Paul chẳng phải được khẳng định hiện trường không để lại dấu vết gì. Anh có biết vụ án này để thắng chỉ có một cách duy nhất là tìm ra hung khí. Luật sư Tưởng sau khi bị La Lực Á chất vấn, ông ấy hỏi tôi cảnh sát có tìm ra hung khí ở hiện trường. Nghe giọng điệu của ông ấy cứ như có dấu vết quan trọng để lại ở hiện trường vậy. Tôi biết cảnh sát có đến qua đó nhưng không phát hiện. Nhưng mà nếu hung khí thật sự ở hiện trường vụ án thì... À, trung tâm đang có vụ án nhờ tôi giúp đó mà. Cho nên tôi không đến văn phòng của cô được. Nếu như cô cảm thấy mấy thứ đó chướng mắt thì cứ việc quăng đi giùm tôi luôn. Nói chung thì tôi cũng không muốn về lại Trung Hoàng đâu. Được thôi. Cảm ơn. Không có vấn đề gì tôi đem in trước nghe sếp. À, sếp à, còn bản đây thiệt ngại quá. Sếp à, hung khí đập chết Hà Lợi Trinh đúng là ở gần hiện trường gây án. Không thể nào, chúng tôi lục soát hết toàn bộ chỗ đó rồi. Nếu như hung khí thực sự đang ở đó, không lý nào chúng tôi không tìm thấy. Anh tin tôi đi, lần này là chắc chắn đó. Nếu chắc như vậy anh tự đi tìm đi. Sau khi tìm thấy thông báo tôi biết là được rồi. Có thể đi thì tôi đã tự đi rồi. Tôi chính là sợ cũng như những vụ án lần trước. Rõ ràng tìm thấy mảnh thủy tinh bị dở cũng bị người ta nói tôi nghĩ tạo chứng cứ. Tôi đâu chỉ có một vụ án của anh đâu. Trong tay tôi còn phải theo dõi rất nhiều vụ án nữa. Vô duyên vô cớ cho người đi tìm kiếm. Nếu không có thì làm sao chứ. Tôi làm sao trả lời với cấp trên. Sếp Dương à, tôi nghĩ sếp cũng tin Hà Lệ Trinh là bị Tưởng Ba Kỳ giết chết. Lần này có buộc tội ông ta được hay không? Chính là ở hung khí gây án. Tôi nghĩ sếp cũng muốn bắt được tên hung thủ thực sự, mau chóng kết án. Nè, hy vọng lần này anh nói là sự thật đó. Thưa quý tòa, cái đầu gậy này là do cảnh sát tìm được ở hiện trường vụ án. Trong báo cáo cũng ghi rất rõ ràng, hình dáng của vật chứng này trùng khớp với vết thương trên đầu của nạn nhân, chứng minh bị cáo đã dùng nó để đập chết nạn nhân. Kính xin chánh án phê chuẩn đưa vật chứng này lên tòa. Thưa quý tòa, cái được gọi là hung khí này thật ra là luật sư La cố tình ngụy tạo hòng buộc tội thân chủ tôi. Luật sư Dương, cô nói như vậy đối với luật sư La là một chỉ trích cực kỳ nghiêm trọng. Rốt cuộc cô có chứng cứ không? Chứng cứ ở đây. Luật sư La, theo báo cáo của cảnh sát thì sau khi anh nhận được tin tức liền báo với họ, sau đó mới cùng với cảnh sát tới hiện trường vụ án tìm thấy cái được gọi là hung khí này. Rõ ràng là anh đang nói dối. Thưa quý tòa, ngài cũng đã thấy rõ đoạn video bị cắt làm hai đoạn rồi, vốn dĩ không thể nào làm chứng cứ chỉ trích tôi. Thưa quý tòa, do khi đang quay thẻ điện thoại của tôi bị đầy cho nên tôi phải xóa bớt một số file mới có thể tiếp tục quay. Vì vậy đoạn video mới bị cắt làm hai. Nhưng mà toàn bộ quá trình tôi đã chính mắt nhìn thấy. Luật sư La rõ ràng là muốn đổ tội cho thân chủ tôi. Luật sư Dương, nếu như không phải cô cố ý bày kế hại tôi, sao cô lại đi theo tôi đến đó còn quay lại nữa? Bởi vì tôi nhìn thấy anh lén lại lên lúc lên văn phòng của tôi, sau đó lại lặng lẽ ra về. Tôi nghi ngờ anh đánh cắp tư liệu bệnh viện của tôi, thế là tôi liền theo dõi anh. Tôi thật sự không ngờ anh lại bị ổi đến vậy, vì muốn thắng vụ kiện dở như thủ đoạn dơ bẩn này. Làm gì tôi nghe thấy cô nói chuyện điện thoại với Victor, nói hiện trường vụ án có khả năng có dấu vết, tôi mới đến đó để điều tra. Thưa quý tòa, tôi không hề nói qua điện thoại như vậy với luật sư Dương. Sự thật là khi luật sư La xuất hiện,
Tôi vốn không hề nói chuyện điện thoại với ai. Nếu như mọi người không tin, có thể nhờ tổng đài ra thử. Là hai người bày kế vu khống tôi. Luật sư La, thưa quý tòa, để đảm bảo lợi ích thân chủ của tôi, tôi kịch liệt yêu cầu loại bỏ tư cách kiểm khống của luật sư La. Thưa quý tòa, là cô ta giở trò vu khống tôi, ngài đừng có tin cô ta. Luật sư La, chứng cứ luật sư Dương đưa ra là không hoàn chỉnh, và lại có nhiều nghi điểm. Nhưng luật sư La đích thực là mờ ám. Anh có đến hiện trường vụ án là sự thật cũng không loại trừ khả năng anh ngụy tạo chứng cứ. Thân là một luật sư, lại làm cản trở sự công chính của luật pháp là tội vô cùng nghiêm trọng. Cho nên bổn tòa quyết định loại bỏ tư cách kiểm khống của anh trong vụ án này và giao cho cảnh sát điều tra kỹ càng.